có lẽ đây là một món quà khá là đặc biệt, bởi vì trước giờ thì đa phần chú là người hát cho mọi người nghe, chứ nhưng lần này là chú là người được nghe mọi người hát. Thưa cô chú là bây giờ là gắn bó với nhau là được bao nhiêu năm rồi ạ? Lúc bây giờ bọn cô cũng là mới ra trường điện ảnh thôi, cô học trường điện ảnh, cô tốt nghiệp năm 76 thì khoảng 78, 79 gì đó thì cô bắt đầu quen chú. Thì quen là quen qua sân khấu trước, hôm nay đến đây ấy là cô cũng cầm theo một món quà nữa. Thì chỉ có cô và chú biết nhưng cũng có thể chú quên rồi. Cô sẽ mang ra đây xong xem chú có nhớ đúng kiểm không? Kiểm tra xem chú có nhớ hay không? Từ ngày đấy thì cô sẽ biết là từ ngày nào đấy. Và bây giờ chúng tôi xin mời quản gia sẽ giúp chúng tôi mang món quà này ra. Dạ, cô chú ạ, anh ạ. Đây. Xin phép được đứng đây ạ. Dạ. Đấy, bây giờ đây chính là bức tranh đây chú ạ. Cháu là cháu thấy cái quần này là kiểu ngày xưa là mua đen lắm, bên kiểu ở dưới loe đúng không ạ? Quần ống loe. Ai chụp? Chụp ở đâu? Và năm nào? Rồi con đố chú nào. Cái này thì là phải chụp từ năm 79, chụp ở ngoài công viên Thống Nhất. Ấy là Lân Cường chụp. Thì chính là chú nhớ kỹ lắm. Cô đưa là phải dễ quá. Cái lúc này là hai người đã lấy nhau chưa ạ? Chưa. Chưa. Cô đang tìm hiểu. Đang tìm hiểu. Thì mới đưa nhau ra ngoài công viên Thống Nhất. À, cho nó lãng mạn. Dạ. Cảm ơn bác nha. Vâng. Em có cần lấy vía không? Vâng, con xin phép là cho chúng con mượn lại tấm hình này treo ở sảnh khách sạn, lấy vía cho cả khách sạn ạ. Thế thì cô chú là bây giờ đã lấy nhau và về chung nhà được bao nhiêu năm rồi? Đến sang năm là kỷ niệm 40 năm ngày cưới. Thế thì năm 30 năm thì có gì đặc biệt không? 30 năm là năm đó là năm 2015, là nhà cô có làm một đám cưới đôi cho hai bạn luôn. Đám cưới đôi, tổ chức đám cưới và đồng thời kỷ niệm 30 năm của lại cô chú luôn. Với một cái người nghệ sĩ mà rất là nổi tiếng và gần như là cây đại thụ trong cái dòng nhạc đỏ, dòng nhạc thính phòng như vậy thì chú chắc là phải đi diễn rất nhiều cô hả? Và những cái ngày đó thì cô có thường đi với chú không? Lúc bây giờ cả cái quãng mà cô sinh hai bạn này là đúng vào cái đất nước, lúc mà đất nước của mình rất là khó khăn. Ví dụ như chú thì chú phải ngoài hát ra, ví dụ hát chính rồi xong rồi hát thêm ở công viên, hát thêm ở tụ điểm, lại phải làm mic, làm âm thanh. Thế còn cô ấy, ngoài thuyết minh ở cơ quan ra đi thuyết minh thêm, xong về nhà cô còn dệt. Và cô đồng ý là cô sẽ quán xuyến nhiều hơn. Cô cũng quyết tâm với bản thân mình là cô sẽ chăm chút cho con, cho chồng. Bởi vì nói chung thì những người phụ nữ nói chung thôi chứ chả cứ mình cô đều quan niệm là sự thành đạt và sự thành danh của con, của chồng chính là sự thành công của mình. Thật ra thì hôm nay không có anh Tú ở đây nhưng mà Kha cũng muốn hỏi anh luôn là có một người cha rất là nổi tiếng và thậm chí còn được mệnh danh là cây đại thụ trong làng âm nhạc, thì nó có là một áp lực lớn đối với các anh khi mà các anh đi học hoặc là các anh đi diễn trên sân khấu không? Rất nhiều người đã từng nói là có bố mẹ như thế chắc là các con cũng phải phát triển tốt lắm. Đó là đôi khi đó chính là áp lực của chúng mình. Và trong áp lực đó thì mình cũng phải tự tìm đường và đã từng chia sẻ với mẹ khi không dám chia sẻ với bố. Cuộc sống mà không áp lực thì con sẽ không thể vươn lên sống được. Cho nên là mình lại nhờ vào cái áp lực đó là có bố người nổi tiếng như vậy. Mình sẽ cố gắng làm sao đó để ở một góc cạnh nào thôi mình sẽ có thể được cố gắng đuổi kịp để được song hành với bố. Bố là người biểu diễn và bố cũng là một người thầy. Thì bây giờ anh là đang người biểu diễn và mình là người thầy. Thôi hai con cộng lại thì bằng bố rồi. Thật ra nếu mình cố gắng mình chạy đua hoặc là mình cố gắng mình nỗ lực hơn ba của mình á, thì em nghĩ đó là một cái áp lực đối với chính bản thân của mình. Nhưng mà song song đó thì anh đã tìm được cho mình một cái con đường đi khác. Cháu thì cháu nghĩ là đây là khoảng thời gian mà các con của cô chú đã lớn rồi. Chỉ còn có hai vợ chồng già với nhau thì cháu nghĩ là khoảng thời gian thực sự mà hai cô chú dành trọn vẹn cho nhau. Một lần nữa cảm ơn cô và sẽ mời anh Tùng cùng với lại chú Thọ sẽ đến với phần tiếp theo của chương trình. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần bữa tiệc hạnh phúc của chương trình Khách sạn 5 sao. Thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với bữa tiệc hạnh phúc mà gửi đến cho nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ cùng với con trai của mình. Xin mời hai quản gia và cùng với anh Sếp Đức.
Con xin mời chú với anh ạ. Món phở xào bò thiên vụ ạ. Đây là món ngán xào với bún ạ. Thưa quý vị, thế theo chia sẻ của anh Tùng thì là ngày nhỏ thì chú Thọ rất là chuyên về những cái món là xào. Thế nên là ngày hôm nay có hai cái món này thì xin mời anh Đức có thể giới thiệu về hai món ăn đặc biệt nè. Con làm hai món là món là phở bò xào với lại rau tiền vua và món ngán xào với lại bún ạ. Món ngán xào bún này thì là được nổi tiếng ở dưới Quảng Ninh. Phở bò xào với rau tiền vua này thì cái rau tiền vua này nó rất là giòn và rất là ngon ạ. Vâng. Có lẽ chính vì nó giòn đến như vậy mà ngày xưa đã có một cây răng ra đi. Và không biết là cái răng đó nó đã trở lại chưa anh nhỉ? Hồi đó anh bao nhiêu tuổi anh? Hồi đấy là mình lớp 8 là tầm 13, 14 tuổi. Ôi, thế là 13 đã tuổi, thay răng rồi. Đã có được một cái răng giả. Mời chú Thọ với lại anh Tùng thử hai cái món này. Còn về sau này thì anh Tùng có học kinh nghiệm nấu ăn từ bố không? Hoặc là có bao giờ tự tay nấu lại món này không anh? Thật ra là đến thời điểm này thì mình cũng được học bố một điều là ở nhà ăn uống là mình tự nấu lấy. Nhưng mà mình rút kinh nghiệm của bố là mình sẽ xào nó mềm hơn. Giống như đầu bếp làm đây thì để cho con không bị mất răng như mình. Dạ. Cảm ơn anh Đức nha. Vâng. Thông thường thì một tháng như vậy á, ngày nhỏ của anh á, bố có nấu ăn thường xuyên không? Thời gian mà bố mình ở nhà thật sự là không nhiều. Bởi vì ông cũng đi diễn các nơi ấy. Và khi về thật sự là có nhiều lúc mà khi bố về bố rất là mệt về thì có đũa mình cũng nặng nặc phải ra và bảo bố nấu ăn. Nhưng mà ông bà ngoại bảo thôi để cho bố nghỉ con ạ, chứ không thì bố đi làm thì cũng mệt. Đôi khi có bao giờ trách bố bởi vì chú bố đi nhiều quá mà không có dành thời gian cho mình không? Khi mình lớn lên một chút mình hiểu lên lớp 10, lớp 11 mình hiểu là công việc của bố rất vất vả. Nhiều khi có những lúc mà bố mình rảnh là bố cũng có, như là hôm mình học ở học nhạc viện là ví dụ là như là bố rảnh là bố cũng có đón. Con đường đi theo con đường nghệ thuật vào cái thời điểm đó khá là vất vả, cũng không phải là sung sướng như bây giờ. Vì sao chú lại quyết định định hướng cho hai con của mình đi theo con đường âm nhạc? Tất cả những người bố và mẹ mà thì là đều muốn cho con mình phát huy được tất cả những cái khả năng ở cái khía cạnh nào đó trong âm nhạc ấy, thì là mình nhìn thấy ngay, tức là sở trường ấy, thế cho nên là mình hướng cho các con nó đi theo đúng cái hướng của nó. Thí dụ như là Quang Tùng thì là hướng đi học đàn guitar là rất chính xác. Thế Quang Tú thì có chất giọng hơn. Cuộc nói chuyện chắc cũng hơi dài tí xíu cho nên xin phép mời hai bố con qua kia để chúng ta ngồi trò chuyện nhé. Có lẽ là anh Tùng cũng cảm nhận được và cũng hiểu được mình không thuộc về cái năng khiếu và ca hát, nên anh cũng đã chuyên tâm tập luyện cái lĩnh vực về âm nhạc, đặc biệt là chơi guitar. Và Nguyễn Khang cũng được biết anh là tiến sĩ trẻ tuổi nhất của ngành guitar đúng không ạ? Vâng, đúng rồi. Xin chúc mừng anh. Như vậy thì anh trở thành tiến sĩ năm anh bao nhiêu tuổi? Mình vở năm tiến sĩ lúc đấy là năm mình 35 tuổi. Hồi nãy thì chú cũng có chia sẻ là thật ra thì nếu mà nói về lĩnh vực học tập thì con trai chú lại là rất là tự hào, trong khi chú thì hình như là 50 mấy tuổi mới đi học thạc sĩ. 50 tuổi mới đi 50 tuổi đi học thạc sĩ. Thạc sĩ và 52 tuổi mới có bằng thạc sĩ. Thế thì cháu cũng hơi thắc mắc là tại vì bây giờ lúc đó là chú cũng là một tên tuổi rất là lớn trong cái lĩnh vực âm nhạc, cũng là một cái cây đại thụ vào thời điểm đó rồi. Thế thì tại sao chú lại đi học nữa? Và cái việc học này nó có thay đổi gì trong cái con đường âm nhạc của chú không ạ? Tuy là tuổi cao rồi nhưng so với tất cả mọi người khác ấy, chú vẫn là người đầu tiên có bằng thạc sĩ để biểu diễn chuyên ngành biểu diễn thanh nhạc ở Việt Nam đấy, chứ mình không nói ở nước ngoài. Chú nghĩ rằng là đây là điều mà chú phải học để mình nâng cao cái trình độ của mình, để mà mình sau đây mình còn có được những cơ sở để mà viết thành sách, để viết thành giáo trình, để dạy dỗ những cái thế hệ sau này. Và đó có phải là cái lý do vì sao mà chú rất là tâm huyết với công việc giảng dạy, đào tạo ra thế hệ tiếp theo? Và thậm chí là trong cái giai đoạn Covid mà dường như là mọi người không được đến lớp học thì chú vẫn rất miệt mài, vẫn dạy học đúng không ạ? Lúc đó mình thấy rằng là rất cần phải có những cái giáo trình mà được thành số hóa.
Lúc đó học sinh là phải về quê, họ về hết, sơ tán về. Thì là vẫn được học theo cái giáo trình của mình. Thế rồi sau đó học sinh họ lại hát theo cái giáo trình của mình. Rồi người ta hát, người ta thu, người ta gửi lại cho mình. Thế rồi mình sai chỗ nào mình sửa cho họ trên tất cả trên mạng hết. Thì là suốt trong 2 năm Covid như thế, học sinh của mình vẫn cứ đặt bằng được học tử tế. Có thể thấy là bố của anh là một người rất là nỗ lực và luôn tìm tòi cũng như là luôn say mê trong cái con đường âm nhạc của mình. Mặc dù là năm nay thì ông cũng đã gần 80 tuổi, thì cái điều này nó đã truyền một cái động lực như thế nào đối với bản thân anh? Sau khi nhìn thấy bố học nỗ lực như thế, đấy, năm hơn 50 tuổi, bố vẫn học thạc sĩ, thì hà cớ gì khi mình mới tốt nghiệp đại học, mình 22, 3 tuổi đâu, chẳng lẽ mình lại thua một người ông già 50 tuổi à? Thế lúc đấy đầu tiên là phải là cái động lực mình muốn hào thắng, nó phải là hào thắng thời điểm trẻ. Khi lúc cái mình quyết định thi cái tiến sĩ là thời điểm đó là mình giấu tất cả mọi người. Có giấy gửi về là đã báo trúng tuyển. Là thời điểm đấy là cái năm đấy là có 10 người thi tiến sĩ thì có 7 người đỗ. Thì điểm nghiên cứu của mình là cũng được là trên 50 điểm. Trên tổng điểm 100 là về nghiên cứu không. Thì sau khi cầm về xong thì bố mẹ mới biết là thằng này giấu bố mẹ đi thi tiến sĩ. Và đó là một món quà đấy, bố. Và cũng là muốn nói bố rằng là tất cả những gì bố mẹ đã cố gắng gương mẫu thì các con đều nhìn thấy và sẽ đều cố gắng như vậy và sẽ tiếp nối con đường của bố. Trong cái hành trình mà 56 năm đến với âm nhạc thì chắc là chú cũng có rất là nhiều khán giả yêu mến cái giọng hát của chú ở khắp mọi miền của đất nước. Chương trình cũng có kết nối với lại một khán giả hâm mộ của chú, và người ấy có thực hiện một cái đoạn video clip ngắn để mà gửi cho chú như là một cái món quà tặng. Thì bây giờ cháu xin mời chú cùng với lại anh Tùng sẽ theo dõi cái thước phim này nha. Tôi với Quang Thọ từ tuổi nhỏ học và cùng hát với nhau từ những năm 1961. Quang Thọ nhiều tài lẻ, là thủ môn của đội tuyển bóng đá thiếu niên, là tuyển thủ bơi lội nhất nhì của thị xã. Chúng tôi đi bơi, Thọ bơi ra đầu bãi sú, hát và hỏi vọng vào: "Có nghe thấy không?" Tiếng sóng vỗ cũng không át được tiếng của Thọ. Chúng tôi kiểm tra và thử khoảng vang theo kiểu ấy. Thọ hiểu rất kỹ về đồ ăn, về đặc sản, cách pha chế, cách nấu nướng và thẩm thực. Không ngại gần sắn tay vào bếp thể hiện nấu nướng cho các bạn của mình. Anh đây là chú Đặng Cảnh, tức là đồng niên ấy, đồng bằng tuổi chú, cùng học cấp 2, cấp 3 với nhau. Thì là cũng đến nhà ăn cơm rồi chú cũng nấu cho những cái món ăn mà chú ở bên anh. Hôm nay khi mà biết là chú thực hiện cái chương trình này thì cũng rất là vui, bởi vì chúng tôi có thể kết nối được với lại chú Cảnh để mà lắng nghe những cái chia sẻ của chú. Thế thì cái tình cảm của khán giả có phải là một cái nguồn động lực rất là lớn để giúp cho chú có thể bền bỉ và kiên trì với cái nghề này hay không? Cái sự đồng cảm của những người khán giả, những người nghe đấy, nó càng thúc đẩy mình làm sao không để cho những người đó họ thất vọng về mình. Khi mà mình đã có tuổi, bản thân mình phải rèn luyện này, cố gắng để làm sao vẫn giữ lại được cái giọng hát của mình để mà phục vụ được nhiều người hơn thế nữa, phục vụ được lâu hơn nữa. Và mình nghĩ rằng là tiếng hát của mình sẽ còn đọng lại ở trong những trái tim của những người yêu ca nhạc. Bố anh cũng có chia sẻ một cái đoạn tâm sự là đã từng gặp những cái vấn đề về sức khỏe, trong đó có một lần là đột quỵ cũng gần 20 ngày. Bố anh là một người có tinh thần rất là lạc quan và luôn luôn nghĩ về những điều rất là tích cực. Bằng chứng là sau gần 20 ngày thì ông đã có ngay một ý định là phải tập luyện để sớm quay trở lại sân khấu. Và điều đó cho thấy được là ông dường như cái sức mạnh về âm nhạc nó là một cái liều thuốc rất là mãnh liệt để giúp cho ông có thể hồi phục sớm. Và bây giờ thì ông vẫn tiếp tục đứng trên sân khấu. Cũng xin được chúc mừng nghệ sĩ Nhân Quang Thọ. Chú luôn là một người rất là lạc quan và tích cực trong bất kỳ cái giai đoạn nào. Và
cũng chúc mừng chú bởi vì đã có những cái người con tiếp tục kế thừa cái sự nghiệp âm nhạc của chú. Thế thì ngay bây giờ xin mời hai bố con, chúng ta sẽ cùng đến với phần cuối cùng của ngày hôm nay, đó chính là hóa đơn hạnh phúc của chương trình Khách sạn 5 sao. Quý vị đang cùng quay trở lại với phần cuối cùng, đó là hóa đơn hạnh phúc của chương trình Khách sạn 5 sao. Vâng, phần này thì hai quản gia nghĩ là chúng ta nên làm gì để hai bố con của chúng ta có thể thanh toán được hóa đơn nãy giờ của chương trình một cách hiệu quả nhất? Lựa chọn theo phương thức nào để phù hợp với hai khách mời ngày hôm nay? Theo em nghĩ thì khách sạn của mình là một khách sạn đặc biệt, cho nên là cách thanh toán, cái phương thức thanh toán cũng phải đặc biệt một tí. Thế nào thì hợp lý nhỉ? Là ý là lấy thật là nhiều tiền lên đấy hả? Không, làm như thế chú sẽ không ổn với tình hình sức khỏe mình đâu. Không, cho nên là vui vậy thôi, tại vì khách sạn chúng con xin phép được thu phí với hai khách mời theo một cách rất là đặc biệt, mà chúng con xin phép được lắng nghe và được lưu lại về những dự định trong tương lai, về những chia sẻ một lần nữa của cả chú và cả anh Tùng. Cứ mỗi một tháng hai lần, một vào ngày rằm, thì mình lên mình thắp hương và mình khấn là xin các cụ sức khỏe để vượt qua tất cả bệnh tật để tiếp tục sự nghiệp ca hát và dạy hát. Còn đối với các con và các cháu ấy, cũng sẽ trở thành những người công dân có ích sau này, cũng phải có được sự đóng góp đối với âm nhạc của đất nước mình. Dạ vâng, con hy vọng là tất cả những mong ước của chú không chỉ là mong ước của riêng chú mà cũng chính là mong ước của tất cả những thành viên trong gia đình và sẽ thành hiện thực. Còn với anh Quang Tùng ạ? Với mình thì mong ước thì có rất nhiều, nhưng cũng sẽ có hai hướng, là một là mong ước về công việc và một là mong ước về gia đình. 5 năm qua cũng là rất là may mắn là cũng được làm tác giả của bộ sách âm nhạc kết nối tri thức về sách giáo khoa âm nhạc lớp 10, lớp 11 và lớp 12 vừa được in xong. Bố mình cũng đã có một cuốn sách riêng, mình cũng có. Và ước mơ đầu tiên về công việc của mình muốn rồi có một ngày nào đó cả tên bố lẫn tên con đều sẽ có trên một quyển sách. Bây giờ bố mẹ có tuổi rồi, cũng gần 80 rồi, thì ước mơ gia đình là bố luôn luôn khỏe, cùng mẹ luôn luôn khỏe, để ông bà đi chơi cùng các con cháu liên tục, sẽ được khách sạn 5 sao, 6 sao hay bất kỳ một nơi nào. Nghĩa là chỉ cần có gia đình ở bên cạnh đó. Và tiếp nữa, con chỉ muốn nói với bố một điều là bố ạ, con lớn rồi, con đã có những thế học sinh kề cận, và những thế học sinh đó của con cũng có thể khi hỗ trợ một phần đó để nâng cao lời ca cho bố. Và sau đây là con muốn là cùng con và học sinh của con là bạn Đào Việt Anh, là đại học năm thứ 2 của trường Đại học Sư phạm Nghề Trung ương, khoa Sư phạm âm nhạc, sẽ cùng đệm cho bố hát một bài, đó là bài Tâm tình người thủy thủ. Bố có sẵn sàng không? Dạ, bố sẽ hát cùng với bọn con. Dạ. Tuyệt vời quá. Vâng. Và bây giờ đây thì không gì tuyệt vời hơn khi mà chính họ sẽ là người gửi cái món quà âm nhạc đó đến cho tất cả chúng ta trong ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được khép lại cái chương trình Khách sạn 5 sao ngày hôm nay để gửi gắm một cái thông điệp rằng bản thân mỗi một người trong cuộc đời, rằng chúng ta phải là người tự lập, tự bản lĩnh và đứng trên đôi chân của mình, và chắc chắn không thể thiếu những cái vai trò định hướng của ba mẹ để giúp chúng ta đi đúng cái con đường mà chúng ta đam mê. Lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi. Mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong số tiếp theo của chương trình Khách sạn 5 sao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đừng nên hỏi anh rằng ngoài khơi kia xa có những gì vẫy gọi anh. Nhổ neo ra khơi anh biết rằng nếu ở cuối trời dù có những hòn đảo thần thiên đầy châu báu hay có người thiếu nữ với đôi môi hồng như sa nô cũng không thể làm anh quên được em. Sóng gió nếu có chàng trai chưa từng vượt qua nhiều thử thách gian lao.